Chào mừng các bạn đến với khóa học Nguyên lý Kế toán Hành chính Sự nghiệp tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng, là nền tảng căn bản giúp bạn nắm vững các nghiệp vụ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, hành chính sự nghiệp đơn thuần, sản xuất kinh doanh hay dự án. Mỗi một đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ có hệ thống kế toán riêng nhằm giúp bạn áp dụng được các chế độ kế toán hiện hành để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong hoạt động của đơn vị, như thực hiện các hoạt động thu chi ngân sách nhà nước, nhận rút dự toán của mỗi dự án, vận dụng tốt vào thực hành làm kế toán cho đơn vị hành chính sự nghiệp. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu về nội dung trong khóa học, những vấn đề chung về hành chính ở đơn vị hành chính sự nghiệp, định hướng về tổ chức công tác kế toán theo từng quyết định trong đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn về hệ thống tài khoản theo thông tư 107 và các thông tư liên quan. Đi vào hướng dẫn chi tiết theo từng phần, bao gồm các nội dung liên quan đến kế toán mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán các nguồn kinh phí, kế toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư tài chính, kế toán tài sản cố định. Điểm khác biệt giữa việc quản lý tài sản cố định của kế toán hành chính sự nghiệp với kế toán doanh nghiệp. Kế toán thanh toán các khoản phải thu phải trả, các khoản phải thu khác trong đơn vị hành chính sự nghiệp, và mỗi phần sẽ là các bài tập thực hành ôn luyện kỹ năng. Và nội dung cuối cùng của khóa học nguyên lý, vận dụng các nội dung ở trên để tổng kết bài tập khái quát, kết chuyển về nguồn ngân sách cấp, kết chuyển nguồn ngân sách nhà nước không sử dụng hết, chuyển sang năm sau, và kết chuyển các nguồn doanh thu, kết chuyển chi phí. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức học lớp online, hình thức học một giáo viên kèm một học viên. Và tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com. Nhấn vào xem giáo trình online. Trang web của ketoanviethung.com. Nguyên lý kế toán hành chính sự nghiệp. Và mỗi một phần sẽ là theo từng nội dung cụ thể, đi kèm theo các bài tập ví dụ. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Để nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.